Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh KBIT 24 giờ để cùng nhau cập nhật tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Dung Cúc ở tuổi 23 đã có khối tài sản 8 triệu đô la Mỹ. Dung Cúc tiếp tục vượt mặt Lisa của Blackpink trở thành danh sách em út vàng của K-pop. Ngoài ra, thành viên BTS thường xuyên vào danh sách idol đẹp trai nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đầu tháng 8, Kinh Choi, trang bình chọn nổi tiếng Hàn Quốc công bố kết quả Best K-pop Mắc 2020, tạm dịch là em út vàng nổi tiếng K-pop. Theo đó, Jungkook Cúc dẫn đầu với 3.204.236 trên tổng số 11.355.216 phiếu bầu, 50 đề cử. Thành viên BTS vượt mặt hàng loạt tên tuổi như Temin của Shiny, Lisa của Blackpink, Dino của Seventeen, Sehun của EXO, Nancy của Momoland với số lượng áp đảo. Debut từ năm 15 tuổi, Jungkook Cúc được trưởng nhóm RM giới thiệu là Golden Maknae, em út vàng. Big Hit Entertainment nhìn ra tiềm năng của chàng trai đến từ Busan, nhận đào tạo Dung Cúc vì vũ đạo chuyên nghiệp, kỹ thuật thanh nhạc ổn. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất, anh giữ vai trò main vocal hát chính của BTS, chứng tỏ tài năng không thể xem thường. Không chỉ là thành viên hát chính, Jungkook Cúc còn hỗ trợ sáng tác ca khúc cho nhóm, công ty. Với giọng hát trầm ấm, luyến lái điêu luyện, idol 23 tuổi thành công khi hoạt động solo. Nam ca sĩ từng cover nhiều ca khúc nổi tiếng của Justin Bieber, Adam Levine, Mariah Carey, tự tin khoe giọng ở game show King of Masked Singer. Năm 2018, tại lễ trao giải MBC Plus X-Genie Music Awards, anh tự tin song ca cùng với Charlie Puth qua ca khúc We Don't Talk Anymore. Tháng 6 năm nay, Dung Cúc phát hành đĩa đơn đầu tiên, Still With You, được Billboard nhận xét là bản ballad vui nhộn nhưng cũng đầy kỹ thuật. Năm 2018, cùng với thành viên BTS, Dung Cúc vinh dự nhận huy chương văn hóa Gangwon do chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Idol 23 tuổi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử K-pop nhận huân chương danh giá này. Thành công trong âm nhạc mang lại cho Dung Cúc nhiều danh tiếng. Bảng xếp hạng ngôi sao được yêu thích nhất Hàn Quốc do Gallup thực hiện liên tục có mặt nam ca sĩ. Từ vị trí 20 trong năm 2016, sau 3 năm, idol 23 tuổi đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tên tuổi của em út BTS vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Năm 2017, nam ca sĩ đứng thứ nhất trong danh sách 50 idol K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn thế giới. Năm 2018, thì anh đứng đầu trong danh sách người nổi tiếng được yêu thích nhất tại Trung Quốc do tạp chí Hai China bình chọn. Năm 2019, em út nhà BTS được TC Kenler bình chọn đứng đầu trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, vượt nhiều ngôi sao như là Shawn Mendes, Chris Hemsworth hay là Tiêu Chiến. Bảng xếp hạng dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó chú trọng đến mức độ yêu thích và sức ảnh hưởng trong năm. Thành công trong showbiz, ngoài đời Dung Cúc được xem là đại gia showbiz. Hàng loạt trang tin nổi tiếng về kinh tế luôn khẳng định độ giàu có của nam ca sĩ 23 tuổi. Econo Times nhận định Dung Cúc là một trong những ca sĩ nổi tiếng giàu có nhất nhì K-pop. Celebrity Network lại khẳng định nam ca sĩ sở hữu khối tài sản dòng lên tới 8 triệu đô la Mỹ, con số lớn với các idol trẻ tuổi. Năm 2009, Trung Quốc được xác nhận tậu được biệt thự sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Căn hộ ở sang Su Đông, Seoul của em út BTS có trị giá là 1,75 triệu đô la Mỹ. Anh trở thành hàng xóm với thành viên J-Hope và các ngôi sao như Siwon, hee của Super Junior hay Sunny của SNSD. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24h. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ KBIT 24h các bạn nhé!